Xin chào các bạn nha. Hôm nay chị làm một video gửi đến các bạn. Nếu các bạn xem thấy có hứng thú thì xin cho một like, share và subscribe nha các bạn. Mình luôn ủng hộ những người thiệt tình. Mình nghĩ cho đi những điều hay thì mình sẽ nhận lại những cái tương tự như vậy. Vì vậy mình rất tin tưởng các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau phát triển. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Chào các bạn, mình đang đứng ở tòa lạc Văn Quân nha các bạn. Bây giờ là 1 giờ sáng rồi đó. Bây giờ cổ rất là đông luôn. Ở tòa lạc này họ làm suốt đêm, bán suốt đêm. Thank you.
Xin chào các bạn, hẹn gặp lại nha. Xin chào, chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.